Hello anh em, mến chào tất cả các anh em thân thương thân mến của Thiên Tâm Ca. Thì hôm nay rất là vui khi mà được tái ngộ anh em trong cái clip mới nhất của mình. Thì hôm gài thì mình cũng bận khá là nhiều chuyện, cho nên là mình cũng có rất là nhiều cái điều muốn chia sẻ với anh em gần xa, nhưng mà không có thời gian để mà làm clip. Nói chung là làm những cái clip này thì nói chung là chuẩn bị cũng nhiều cái phần thành phần lắm, nhiều thứ lắm, cho nên là mình không có thời gian. Thì hôm nay cũng tiện thể nó cũng rảnh tí được tí nên tranh thủ mình làm clip này gửi đến anh em, cũng chia sẻ cho anh em có tăng thêm cái lòng tin, tăng thêm cái lòng tin về cái vụ mà tiết kiệm xăng ha, làm cái bộ tiết kiệm xăng. Thì những anh em đã gắn bộ tiết kiệm xăng á, cũng như là tự mình chế ha, cũng như là hoặc là mình gửi cho anh em qua đường bưu điện anh em về gắn vô thì hầu như là đều ok. Những anh em gắn vô rồi thì không cần bàn nữa, quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời ha. Thì có số anh em thì cũng đang phân vân và đang tính và muốn nhưng mà chưa dám nhát. Thì hôm nay clip này anh em sẽ xem clip này, mình sẽ minh chứng cho anh em thấy là cái hiệu quả của nó và cái thực tế của nó là trên cái buji xe ha. Không nói nhiều dài dòng, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề là hôm nay mình sẽ tháo cái buji xe của mình ra cho anh em xem ha. Trước tiên là mình tháo buji xe của mình, và sau nữa là mình sẽ cho anh em xem những cái clip mà anh em của mình á, mình đã làm chỉ cho anh em gắn chế ý, đó gửi cho một số anh em, nó gửi clip cho mình, gửi hình ảnh cho mình về cái tình trạng buji hiện tại của anh em, là mình sẽ cho anh em xem luôn ha, để anh em xem coi là có nên cùng mình hưởng cái lợi từ cái bộ tiết kiệm xăng này không ha. Còn cái bộ tiết kiệm xăng này thì nói chung là mình thấy là nó rất là tuyệt vời, tại vì nó có rất là nhiều ưu điểm. Anh em có thể chỉnh được lượng gió nhiều, dầu gió nhiều ít tùy theo cái công suất của xe, 100 110, 125, 135 hoặc là 150, và thậm chí là anh em có thể là khóa siết hết cái van đầu van này lại, không cho không khí vào thì xe của anh em sẽ quay về chế độ zin ha, là không cần tháo. Thí dụ anh em gắn vô, anh em muốn xài thì xài, không muốn xài siết đầu van lại rồi xe về chế độ zin, không cần tháo lắp gì hết. Rất đơn giản gì thôi. Thì tiện thể thì mình cũng cho anh em xem luôn. Thì có số anh em nói là mua mắc mỏ gì đó, thì mình hôm nay mình sẽ cho anh em thấy là mình mới trên mạng đặt mạng dở về cho mình cái một cái hộp 29 van này. Thì anh em thấy là 29 van, cái hình mình đang sử dụng camera mà hình như camera ngược ha, cho nên anh em chắc có thể là hơi khó thấy. Anh em thấy là giá của nó là 853 ngàn, 853 ngàn cho 29 cái van đây, 29 van. Anh em lật cái này lại đi, là cái số này lại là thấy 29 liền, tại vì mình quay camera trước á, cho nên là thấy vậy. Camera trước 29 van, 29 van là 853 ngàn, là tính ra là một van là nó là 29.400 mấy đồng đó. Thì để mình đọc cho anh em xem đây nè. Nội dung gửi là 29 van theo mẫu ha, nội dung gửi 29 van theo mẫu. Anh em thấy giá là 853.000 mấy trăm đồng đó. Thì mình cũng nói thiệt với anh em là có số anh em kêu mình lên thành phố mua có rất là rẻ, nhưng mà mình ở Sóc Trăng rất là xa xôi, không nằm chạy chỉnh mua, chứ mà chạy chỉnh chưa chắc mình biết chỗ nào bán mua nữa. Thì cũng có số anh em là có nhà ý là mình có chỗ đó bán rất là rẻ, thì muốn mình mua chia sẻ lại, mua giùm mình, thì mình cũng rất là cảm ơn. Thì vừa rồi thì mình cũng nhờ một số anh em mua cho mình, thì nói chung là thấy cũng rẻ cũng mừng, mình kiếm được cái nguồn hàng nó rẻ thì mừng. Nhưng mà anh em thấy là nó trái chiêu lắm, cái van nó cứ tí tẹo teo này nè, nhưng mình về là mình bó tay luôn, không làm thế nào làm được. Cái đầu van nó nhỏ xíu xíu nè, hai cái đời anh em nó ngắn nè, về là không cách nào mà để mà thụt cái ống này vô được. Anh em thêm là cái ống thì bị lớn, còn cái van thì nó có bị lớn thì sao làm, thua luôn. Cho nên là tình thế ép buộc là mình phải chịu khó đặt luôn. Thì để mình sẽ khui cho anh em xem, thì anh em cho mình xin vài phút nha.
anh em cho mình xin vài phút để mình nói cái dẫn chứng cụ thể cho anh em xem, rồi mình sẽ vào mở Muji xe cho anh em xem luôn ha. Chứ nói là anh em đây mình đang khui nè. Nè, anh em thấy là mình đang khui đây. Đây. Đây có gối hàng đàng hoàng. Anh em thấy có bọc đàng hoàng. Đây. Nè, 29 cái. Anh em thấy hả? Mình nói là sẽ cho anh thấy cái thực tế chứ không phải là cái giả tạo. Đó thì anh em thấy mình khui hộp rõ ràng. Đây đã khui hộp. Và anh em thấy rõ ràng là 29 van là giá là 853.000. Rồi thì bắt đầu là anh em mình bắt đầu là vào cái vào clip ha. Vào cái cùng anh em mình cùng mình mở xe ra để mình xem bên trong là Muji màu gì ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ từ từ cho anh em xem những cái clip mà anh em hoặc là hình ảnh anh em gửi từ phương xa về cho mình phản hồi về cái thực tế đó. Bộ đó gắn về xe nó chạy sao, từ cái con xe cùi cho đến con xe ngon đều kết quả là ok hết. Rồi anh em mời anh em vào cùng mình vào xem ha. Thì cái nói thì nó đơn giản quá, còn bây giờ thì ai cũng nói được. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem là cái Muji của chính bản thân chiếc xe của mình, xem là nó màu gì ha. Coi anh em thấy xe mình không, đặc trưng đây, đặc trưng chỉ xe mình thôi. Cái cho anh em xem cái đặc trưng là như thế nào. Cái Muji khi mà gắn tiết kiệm xăng vô, bộ tiết kiệm xăng vô nó chạy im vậy, mà để cái Muji là màu gì là thì anh em mới có đầy lòng tin. Có người nói Muji màu này, Muji màu chạy không ngon, chạy bị này nọ đây đó. Lâu năm lâu rồi không có mở ra cứng. Cũng lâu không mở ra cho nên nó cứng, hết nó cứng. Thầy thợ thì nó có cái đồ chuyên dụng, còn mình thì mình không có, mình chế thôi. Anh đâu em đoán ra xem nó màu gì. Mình thì mình tự tin lắm, tại vì xe mình chạy rất là ngon thì mình tự tin là chắc nó mà xe màu hồng. Anh em đoán màu gì? Wow, thì anh em như anh em thấy là nó là màu gì? Anh em thấy là màu gì? Như ý chưa? Thì trên thực tế là lúc nào mình cũng đi thực tế là trên hết. Không bao giờ mình nói là một chuyện, nhưng mà mình phải muốn cho anh em biết cái thực tế là nó như thế nào. Đó, chứ không phải là mình nói suông. Thì tất cả mọi người đều chỉ lấy cái nền của cái màu này nè. Cái màu gạch này nè, màu gạch tàu này nè. Em thấy là đa số là nói là màu gạch tôm đó, màu gạch tôm, màu gạch tàu. Yêu còn mà cái Muji nó chạy cái màu nó đúng là màu gạch tàu vậy thì là anh em không cần bàn cãi nữa. Ok chưa? Thì anh em hãy có lòng tin ha. Làm thì mình đã chạy được cái gì, mình gắn vô mình chạy được cái gì thì anh em cũng phải là sẵn tiện cho anh em xem luôn. Chẳng những cái Muji của mình là nó màu gạch tôm gì ha,
mà cái nền của Muji của mình á, cái nền của Muji. Anh em thêm cái nền Muji nè ha. Nó rất là sạch. Anh em thấy cái nền Muji không? Rất là sạch. Không hề có một cái vấn đề là nhớt hay là đen gì nó trào nó xì vậy cho anh em thấy không? Cái nền mà dạng Muji rất là sạch, láng trong bóng luôn. Không phải là Muji mình sạch không là một chuyện, nhưng mà cái nền của mình cũng sạch luôn, không phải là là cái gì. Nếu anh em thấy là cái ngon lành, Muji sạch là một chuyện, là cái nền của nó sạch thêm nữa, chứ không phải là nó sạch cái gì không. Bởi vì mình nói với anh em thì có số người không tin thì cứ làm đi, rồi mình sẽ thấy cái kết quả nó mang lại là vượt sự mong đợi luôn. Ok cho anh em, chạy ga tây rất là ngon. Sẵn tiện cho anh em xem bộ tiết kiệm xăng luôn. Anh em thấy không? Mình gắn ở trong bộ gió đây. Ống cái chuyện qua đây đi. Đây là cái ống này là mình đâm vô trong cái coi xăng đây, cái ống hút đầu hút đây. Mình vẫn giữ nguyên cái phiên bản thiết kế ban đầu. Thô sơ, không có sử dụng bất cứ một cái ống gì gọi là tốt, chỉ là từ chỉ vậy thôi chạy tới giờ luôn. Chứng minh cho anh em xem chơi vậy thôi. Cứng dữ ha, không có làm gì gánh gánh, mở Muji ra kiểm tra chơi thôi. Kiểm nó màu đỏ hay màu xanh hay màu trắng hay màu đen hay màu vàng, mấy chục năm mà không mở.
lắm, dữ lắm. Anh em thấy là màu này màu gì? Màu gạch tôm hay là màu gạch cua? Mà cái này nó bắt nét không được tốt, mà thấy cũng anh em cũng thấy chắc thấy đỏ đỏ mày ha. Trên đầu nó đỏ đỏ là biết tôm rồi ha, chứ không phải cua ha. Vậy là được rồi. Cái tôm là được rồi đó, nó đỏ đỏ đầu là được rồi. Vậy em càng chạy ra tới hết chạy luôn đó, mới ra chuồng. Rồi vậy là ok rồi. Anh em hãy tìm đến kênh của Vinh Nguyễn, kênh chuyên về sửa xe và cũng mang tính chất là giới thiệu cách sửa những cái món đồ lặt vặt trên xe rất là hiệu quả. Đây anh em thấy chữ Vinh Nguyễn mình đã đăng ký, thì anh em nào có thiện ý và muốn học hỏi kinh nghiệm sửa xe thì hãy đến với kênh của Vinh Nguyễn. Anh ấy có chia sẻ rất là nhiều thủ thuật sửa xe phục vụ cho anh em, thì anh em hãy nhanh tay để mà vào kênh của Vinh Nguyễn để mà xem và chia sẻ kinh nghiệm sửa xe và phục hồi những cái chức năng trên xe của anh ấy. Thì mong rằng là các bạn của Thiên Tâm Ca hãy mau mau nhanh tay đăng ký kênh của như Vinh Nguyễn để mà học hỏi kinh nghiệm chia sẻ của anh ấy nha. Anh ấy rất là nhiệt tình, mình đảm bảo anh ấy rất nhiệt tình. Các bạn hãy nhanh tay lên để đăng ký kênh và để mà học hỏi chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy ha. Thì qua cái clip, những cái clip và những hình ảnh trên thì anh em cũng thấy là cái độ tuyệt vời của cái bộ tiết kiệm xăng này nó mang lại là như thế nào ha. Thì mình cũng không nói dòng do hay là dài dòng nữa, anh em thì anh em thấy thì anh em cũng đã hiểu rồi ha. Thì mình cũng nói với anh em câu thật lòng như thế này. Có một số người thì nói, có số anh em nói mình là mình làm tào lao, không có mày làm tào lao không có biết cái gì chứ, làm tầm bậy tầm bạ, làm không có khoa học, làm không có căn cứ, làm nói chung là làm vu vơ đó. Thì anh em xem qua cái clip này thì từ đó giờ anh em chịu khó vô những cái clip của mình ha, thì anh em xem từ đầu tới cuối thì anh em sẽ thấy là mình làm cái này là bằng cái tâm. Mình bỏ ra hàng 4, 5, 3, 40 phút để mình chạy xe ngoài đường, mình quay clip, mình nói khô cả cổ họng để cho anh em hiểu được cái tâm, cái cốt lõi của cái cách làm như thế nào.
để mà anh em mình cùng hưởng lợi. Thì văn nõn nó đã có công nghiên cứu ra, phát minh ra, thì mình là cái người đi sau để mà lan ra cho anh em biết cụ thể hơn. Mình dùng cái kiểu nói chân đất, dùng cái kiểu nói mà nó dân dã nông thôn, mình nói cho những anh em mà kiểu mà lao động nghèo chưa từng biết gì về xe thì người ta dễ tiếp thu hơn. Thì thí dụ giả dụ văn nõn một cái clip đăng lên thì cũng cỡ 200-300 ngàn người xem gì đó, thì chỉ được 200-300 ngàn người thôi, mình đăng thêm một clip nữa thì được cũng được 100 hoặc là 70-80 ngàn người thêm, thì cái độ tăng số người biết lên rồi, thì hai người cộng lại là bao nhiêu, phải ra 300-400 ngàn không. Rồi thí dụ ở phương nào đó, Cần Thơ hay là Sóc Trăng, ở Cần Thơ hay là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Nha Trang gì đó, anh em có một người nó, hai ba người nó làm thêm nữa, học cái cách này chia sẻ nữa, thì Việt Nam mình sẽ nhiều người tiếp cận hơn. Mà anh em cứ ôm một cái khư khư, một cái quan điểm chết mà đi ném đá chọi đá người ta, mà trong khi á, bản thân chính bản thân của mình mà chả có làm được cái gì cho xã hội, chỉ biết nói thôi, anh hùng bàn phím thôi, làm được cái tích sự mẹ gì cho xã hội. Những người nào chửi bới mình, thực tế mình không có giận, nhưng mà mình chỉ buồn cho vậy thôi, đồ thứ vô dụng. Ai chửi mình, mình vô được vô cái kênh của họ mình coi hết, chả có được cái video gì gọi là nó ra hồn hết, không có cái gì gọi là chia sẻ được cái gì cho xã hội, anh em làm được gì. Ai góp ý, nếu mà nói về câu góp ý thì cho dù góp ý dở, góp ý nó không đúng đâu đâu, mình cũng rất là sẵn lòng mình nghe. Còn ai mà kiểu mà chửi bới vu vơ thì tới mình nó xem cái lời nói của người đó chả có ra gì vậy, mình không có phục. Trừ khi anh phải làm, anh hoặc em chú bác phải làm một cái gì đó bằng tôi, bằng mình, hoặc hơn mình, hoặc nói chung có một làm cái gì đó cho xã hội, thì nói là mình chấp nhận, mình nghe. Góp ý vô mình chấp nhận, mình nghe. Còn nói cái không có làm được cái chống gì cho xã hội, nhưng mà cứ tào lao, cứ vơ, cứ nói cái này, nói cái kia, dìm hàng người khác. Thực tế mình xem những người đó là chỉ là giống như là cục đá bên đường thôi. Nó thẳng là thua cái cục đá nữa. Nó thẳng luôn. Tại vì không phải là chửi mình hoặc là bới mình gì đó thì mình mới nói lại. Nhưng mà mình xem trên YouTube á, rất là nhiều cái trường hợp. Thậm chí vô mình người ta đăng phim cho anh em xem, mà vô cũng chửi người ta nữa, người ta đổi tựa thôi, vô cũng chửi người ta nữa. Đó, vô chửi người ta. Đăng phim cái gì lý do bản quyền này nọ, người ta đổi tựa thôi, người ta muốn làm cái gì đó cho nó bóc bóc lên chút thôi. Người cũng chửi bới người ta. Người, nói chung là rất là nhiều anh em, những anh em nào xem đủ thứ cũng hiểu đó. Gần đây cũng có số người, có anh em, số anh em bình luận này. Gắn bộ tiết kiệm xăng vô tự nhiên cái xe nó bị bó phanh. Gắn bộ tiết kiệm xăng vô xe bị bó phanh. Cái phanh là cái gì? Cái phanh là cái thắng. Mà gắn bộ tiết kiệm xăng vô cái phanh, cái thắng nó bị bó, cái thắng nó mắc mớ gì cái bộ tiết kiệm xăng. Bộ anh bị khùng hả? Rồi còn trường hợp này nói ra anh em nữa, anh em mà là chưa tháo gắn bộ tiết kiệm xăng vô cái phanh bị bó phanh, mà tháo bộ tiết kiệm xăng ra cái phanh hết bó. Anh em thấy vui không? Như anh em, nếu mà anh em chắc có comment ở trong cái comment những video mình nó chắc có thấy á. Rồi có anh em này nói anh em là bó tay chấm cơm chứ không có đường nào nói nữa. Gắn bộ tiết kiệm xăng của bạn vô, làm thử gắn bộ tiết kiệm xăng của bạn vô, tự nhiên cái bánh xe bị xì. Rồi tháo cái bộ tiết kiệm xăng ra cái bánh xe hết xì. Ghê không? Làm như là cái bộ tiết kiệm xăng bây giờ, cái bánh xe bây giờ nó làm cái vật liệu là tự động lành vết thương. Vật liệu đó có rồi nhưng mà giờ chưa có áp dụng bánh xe đâu. Chưa có. Bánh xe bị xì mà tháo một cái tiết kiệm xăng ra là bánh xe nó phì trở lại liền. Ghê thiệt. Vậy mà cũng nói được. Bởi vì đó khi cái tào lao vậy đó. Thì có số anh em nói là mình tào lao, tào liếc, làm cái gì ra vậy. Bây giờ thì mình làm được cái gì? Mình khẳng định là từ đó giờ mình làm đó cũng cần cả hơn 100 chiếc. Dưới tay của mình đó, mình làm hơn 100 chiếc. Thì mình quảng bá rất là nhiều anh em làm và đã thành công. Mình rất là vui vì điều đó. Nhưng mà cái điều vui nhất của mình đó, mình làm được, mình mang cái này
mình quảng bá ra cho làng sớm, cho anh em của mình làm đã thành công và đã hợp tác được, đổ được một cái con đường cho làng, cho sớm, cho anh em mình. Đó là một cái niềm vui nhất. Còn bản thân anh em mình có làm được cái giống gì cho xã hội, cho làng, cho sớm mình chưa, mà cứ tối ngày nói chửi bới người ta đó. Nói mình làm tầm bậy tầm bạ ra hồn. Chứ bây giờ anh em xem những cái clip trước lúc hồi nãy anh em xem đó, là mình đó là mình anh em thấy mình làm bậy bạ hay là làm thật ha. Và thí dụ như là anh em xem những quay về những clip trước 7-8 tháng trước đó, anh em thấy mình làm cái là bằng cái gì? Phải bằng cái tâm không? Không nói nhiều nữa, nói nhiều thì nói chung là nó không có cái hay. Thì nói chung là mình làm cái này thì muốn chia sẻ cho anh em gần xa để mà có anh em mình cùng nhau được hưởng lợi ha. Thì một người phát minh, một người phát triển thì không thể nào mà nó lan rộng cho một cả nước. Sức ảnh hưởng của một người không thể nào mà nó lan rộng được cả cộng đồng nổi. Phải có nhiều người chung tay. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì mới nên hòn núi cao ha. Một cây củi bỏ vô lò không bao giờ nó cháy được. Phải 3-4-5 cây anh em mới mồi lửa đốt nó mới cháy, cháy mới bừng lên ha. Cái đó là ý của mình là vậy. Thì cũng rất là mong là có số anh em xem xong cái clip này thì hãy mạnh dạn thử một lần. Mình không có khuyến cáo, mình không có đốc thúc anh em là làm ha. Mà mình chỉ là khuyến cáo anh em là thử một lần đi ha. Rồi sẽ thấy được cái lợi của nó ha. Thấy được cái lợi của nó rồi bắt đầu là sẽ biết nó như thế nào là thật hay giả thôi. Chứ mình rất là tự tin, mình đã tự tin tràn trề, không có sợ cái gì hết. Ngày xưa thì có số anh em thì làm mình cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình, rồi bây giờ cũng vậy, mình cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình chứ không phải là mình nói suông ha. Thì cái vấn đề để mình chứng minh cho vấn đề là mình nhiệt tình thì anh em thấy trong có mấy tháng ngắn ngủi thôi là mình đã xài hết bao nhiêu thẻ đây ha, thẻ điện thoại của mình để mà chia sẻ kinh nghiệm cho anh em gần xa ha. Anh em thấy nè, đây là toàn là mạng mobi không, là thẻ nói chung là 50 đó, tại vì anh em thấy 50 chứ không phải là 20 đâu nha. Nó 50 đó, tại vì mình sử dụng camera trước. Đây là thẻ 50 chứ không phải là 20 ha, 50. Tại vì cái thẻ 20 nó có tí xíu siêu rồi chứ không phải được nó bự gì đâu. Anh em là sử dụng mobi thì anh em cũng biết rồi đó. Quay quay camera ngược anh em thấy y chang nha, 20 nhưng thực tế 50. Thì anh em thấy là như thế nào? Nói chung là anh em gọi đến mình hầu như là mình đều tắt gọi lại hết. Một cái sự mà chia sẻ nó rất là nhiệt tình. Còn lúc nào thực tế trên nói anh em, lúc nào không phải là mình nói là mình suông đâu ha. Lúc nào ở trong bóp mình cũng có là 2-3 thẻ để sẵn hết trơn ha. Để sẵn để mà đây, chứ không phải là mình nói đùa nói chơi với anh em đâu. Lúc nào trong bóp cũng có để mình đề phòng là hết không có mà để mà kịp chia sẻ với anh em. Nói chung là cái này đó mình nói là nói cái bằng cách tâm, mình làm bằng cách tâm, mình nói bằng cách tâm thật lòng với anh em. Thì mong qua cái clip này thì có số anh em sẽ hiểu được cái mình muốn cái này là một cái lan rộng cho nhiều anh em ở đất nước của mình cùng làm và được cái hưởng lợi. Thì cũng giống như mình làm xong thì cũng có tạo tiết kiệm thời gian, đổ đường, đổ đá này nọ cho xe mình chạy, cho có lợi cho thu nhập cho gia đình mình. Thì nói chung là cuối lời thì mình cũng biết nói gì hơn là rất là vui, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra trong thời gian ngắn ra để xem clip của mình. Thì anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh ha, đăng ký kênh của mình để mà có thời gian rảnh mình thể chia sẻ những kinh nghiệm hay là dọc dạch gì đó cùng anh em. Thì để mà anh em có một cái sự mà nó tiếp thu để mà cải biên mới cho những cái sản phẩm tiết kiệm xăng cũng như là đèn đuốc hoặc là những cái thiết bị điện tử này thôi đó. Thì cuối lời thì cũng cuối clip thì mình cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra xem và gửi đến anh em một lời chúc sức khỏe, lời chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau của mình. Thì trong những clip sau thì mình sẽ đưa những cái cuộc ghi âm hội thoại của những anh em đã làm có hiệu quả đó, mình ghi âm mình gửi đến anh em xem nghe để xem họ nói gì về bộ tiết kiệm xăng này ha. Rồi bây giờ thì cũng chào anh em và hẹn gặp anh em trong những clip lần sau.